kính mời quý khán giả cùng theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 48 giờ từ 6 giờ sáng nay. Lệnh được ban ra sau khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công phủ đầu và phong trào Hezbollah ở Liban. Tuyên bố do văn phòng của ông Galan ban hành cho biết, việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép quân đội Israel (IDF) ban hành chỉ thị cho công dân Israel, bao gồm hạn chế tụ tập và đóng cửa các địa điểm có liên quan. Ám chỉ các biện pháp khẩn cấp được áp dụng cho một số địa phương trước đây là chưa đủ. Ông Galan bày tỏ niềm tin rằng có khả năng cao xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở những khu vực còn lại và ông đã tuyên bố tình hình đặc biệt cho cả nước. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Israel cho biết ông Galan đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin rằng IDF đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác ở Liban để ngăn chặn mối đe dọa sắp xảy ra đối với công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt tên lửa vào Israel. Căng thẳng đang bao trùm Israel khi tiến trình đàm phán thỏa thuận ngân bắn, trao trả con tin chưa có tính triển. Nhiều người Israel đổ lỗi cho chính phủ, hôm qua họ xuống đường kêu gọi cách trước ông Netanyahu. Trong cuộc biểu tình tại quảng trường con tin ở thành phố Tel Aviv, gia đình các con tin yêu cầu ông Netanyahu từ chức vì đã không thể đưa những con tin bị Hamas giam giữ trở về. Bà Ayala Mesker, người thân của một trong sáu con tin thiệt mạng được tìm thấy hôm 20 tháng 8, cho biết ông ấy đã thất bại trong việc đưa những con tin trở về. Hãy cách chức ông ấy và chỉ định một người có thể đưa họ trở về. Người biểu tình kêu gọi ông Netanyahu từ bỏ yêu cầu sự hiện diện của quân đội tại hành lang Philadelphia ở biên giới giải Gaza với Ai Cập, vốn là điểm nghẽn đàm phán. Các cuộc biểu tình chống chính phủ khác cũng diễn ra ở thành phố Haifa, Net-Ziona, và bên ngoài nhà riêng của ông Netanyahu ở thị trấn Cesabria cùng nhiều nơi khác. Hôm nay, ông Vyacheslav Gavkov, Gop... Thống đốc khu vực Belgorod của Nga, nằm giáp với Ukraine, cho biết 5 dân thường thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi lực lượng của Ukraine tiến hành pháo kích khu vực. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, thống đốc Gaskov cho biết ba trẻ em nằm trong số những người bị thương khi Ukraine pháo kích vào khu định cư Rakitsnoy thuộc Belgorod, Ngoài ra, pháo kích đã khiến 10 căn hộ dân sự, 4 ô tô, một đường ống dẫn khí và đường dây điện bị hư hại. Trước đó một ngày, Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một phần của vùng Vononets giáp với Ukraine sau khi khu vực này bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Trên kênh Telegram, thống đốc Vononets Alexander Gusev cho biết lực lượng Nga đã chặn được 5 UAV, vụ tấn công không gây thương vong. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi và Ngoại trưởng Venezuela Ivan Gil Pinto hôm qua đã có cuộc điện đàm. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran trong cuộc điện đàm, hai bên đã bày tỏ sự sẵn sàng của chính phủ hai nước trong việc trao đổi các phái đoàn cấp cao, tiếp tục đàm phán về quan hệ song phương và khám phá các lĩnh vực hợp tác mới. Ông Arachi nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Venezuela trong chính sách đối ngoại của Iran. Về phần mình, Ngoại trưởng Venezuela Gil Pinto bày tỏ sự tin tưởng rằng chính phủ mới của hai nước sẽ đảm bảo thực hiện các thỏa thuận và các văn bản hợp tác song phương. Thưa quý vị, cảnh sát Úc cho biết sáng nay Sydney, bang New South Wales đã xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến 4 người, bao gồm một cảnh sát bị thương. Trưởng cảnh sát bang New South Wales, Jasmine Casley cho biết một người đàn ông bị bắt giữ, mối đe dọa đã được loại bỏ. Cảnh sát cho biết không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra sau một vụ tai nạn. Sydney đã chứng kiến một loạt vụ tấn công bằng dao trong năm nay, trong đó có vụ xảy ra vào tháng 4 khiến 6 người thiệt mạng. Các vụ việc khiến chính quyền phải thắt chặt luật về dao. Cơ quan lập pháp của bang hồi tháng 6 đã thông qua quy định mới, theo đó cấp cho cảnh sát máy quét kim loại để giám sát người dân mà không cần lệnh tại một số nơi công cộng. Hôm qua, cháy rừng bùng phát dữ dội trên các cánh đồng mía ở phía bắc bang Sao Paulo của Brazil, tạo ra những đám khói bao phủ các thành phố của bang. Chính quyền Sao Paulo cho biết 36 thành phố trong bang đang trong báo động cao do các đám cháy lan rộng vào thời điểm cao điểm của mùa khô. Thống đốc Sao Paulo ra lệnh thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm qua, ông cho biết chính quyền bang đang thuê thêm máy bay để phục vụ công tác cứu hỏa. Các đám cháy bùng phát khiến khói bao trùm khu vực rộng lớn. Một số xa lộ của bang đã bị đóng do tầm nhìn hạn chế. Nhiều hoạt động thể thao bị hoãn do lo ngại mất an toàn. Trong đó có trận bóng đá tại thành phố Ribeirão Preto Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.